Trước đó, IDF đã thông báo cho Liên hợp quốc rằng toàn bộ người Palestine ở phía bắc giải Gaza nên di rời đến khu vực phía nam. Thông báo này cho thấy quân đội Israel đã sẵn sàng mở cuộc tấn công chiến bộ vào giải Gaza. Một tuần sau khi lực lượng vũ trang Hamas thực hiện cuộc tấn công bất ngờ sang lãnh thổ Israel, vụ tấn công đã thổi bùng ngọn lửa xung đột tại khu vực trung đông vốn đã đầy bất ổn. Bạo lực leo thang trong gần một tuần qua đến nay đã làm 1.300 người tại Israel và hơn 1.900 người tại Gaza thiệt mạng. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua đã tiến hành họp kín về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hàng nghìn dân thường tại giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công chuyên bộ. Ngay sau cuộc họp, nhiều tiếng nói tiếp tục phát đi kêu gọi Israel đảo ngược quyết định nhằm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo có thể xảy đến với khu vực này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tình hình tại giải Gaza đang ở mức nguy hiểm mới khi con số thương vong giữa hai bên ngày một cao và các cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc Israel yêu cầu sơ tán dân thường ở giải Gaza là một kế hoạch đầy mạo hiểm khi toàn bộ khu vực đang bị vây hãm. Ông kêu gọi Israel đảo ngược quyết định để tránh xảy ra một thảm họa nhân đạo. Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Mauro Vieira cũng cho rằng Hội đồng Bảo an nên hành động khẩn cấp trước tình trạng bạo lực leo thang gần như chưa từng có tiền lệ này nhằm tránh thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Còn đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào đồng thời cho rằng việc Israel yêu cầu hơn một triệu dân thường Gaza sơ tán trong 24 giờ có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc không thể khắc phục được ở cả. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã đồng chủ trì vòng 12 đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc EU tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng hai bên cần thiết lập sự hiểu biết đúng về nhau thông qua đối thoại chiến lược, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên được lên kế hoạch vào cuối năm, xử lý những khác biệt và đề cao chủ nghĩa đa phương. Về phần mình, ông Joseph Borrell cho biết EU sẽ không đóng cửa với Trung Quốc, không mong muốn một cuộc chiến thương mại, không có ý định hạn chế sự phát triển của Trung Quốc hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine và xung đột Israel-Palestine, đồng thời nhất trí rằng cần tìm kiếm các giải pháp chính trị giữa các bên liên quan đến xung đột. Ông Borrell thăm Trung Quốc trong các ngày 12 đến 14 tháng 10 nhằm tìm cách quản lý chiến lược giảm rủi ro của EU với đối tác thương mại lớn nhất của mình, đồng thời đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến trong năm nay. Chuyến đi của ông Borrell đã bị hoãn hai lần trong năm nay. Hôm nay, Người dân New Zealand đã đi bỏ phiếu 120 thành viên quốc hội khóa 54 của nước này. Thông tin từ Ủy ban bầu cử New Zealand cho biết, có 17 đảng tham gia tranh cử. Trong đó, Công đảng thuộc Liên minh cầm quyền và Đảng dân tộc đối lập là hai đảng lớn nhất. Cuộc tổng tuyển cử năm nay ở New Zealand diễn ra trong bối cảnh Công đảng cầm quyền đang gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp trong ba cuộc bầu cử quốc hội ở nước này. Liên minh do Công đảng đứng đầu đã cầm quyền tại New Zealand trong hai nhiệm kỳ. Tuy vậy, uy tín của công đảng sụt giảm mạnh trong nhiều tháng qua do tỷ lệ lạm phát tăng cao lên đến 6%, kéo theo giá cả sinh hoạt tăng chóng mặt. Trong khi đó, nhiều vấn đề mà công đảng đã cam kết trong hai cuộc bầu cử trước vẫn chưa có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, nhiều cử tri New Zealand cho rằng đã đến lúc đất nước này có sự thay đổi. Trong bối cảnh này, Đảng dân tộc, đảng lớn thứ hai tại nước này đang được người New Zealand chú ý khi đưa ra nhiều cam kết về sự thay đổi.